kinh khủng. Nước biển á. Wow, sóng mạnh thiệt chứ. Thì bây giờ trời đẹp nè, tha hồ đi, hết lạnh rồi. Hôm nay là ngày gió mạnh nhất ha. Dám đứng gần không, cho nước nó tạt đúng không? Dám đứng gần không? Nó đạt trúng luôn á. Hồ nhỏ, không có to lắm. Tại vì hồ này là hồ trong thành phố. Lái ra xa thành phố khoảng 45 phút tiếng là toàn là hồ to thôi. Hồ đó là bắt đầu họ lái tàu, yếu 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 yếu.